cách biến đổi khí hậu đang xảy ra xung quanh chúng ta và nghiên cứu được gọi là khoa học ghi nhận đã liên kết số lượng ngày càng tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt với mức độ quá mức của carbon dioxide trong khí quyển và các khí nhà kính khác như methane. Khi thời tiết hoang dã trở nên tồi tệ hơn trên toàn thế giới, mức độ căng thẳng sẽ tăng lên không chỉ ở con người mà còn giữa các sinh vật khác cảm thấy ảnh hưởng. Căng thẳng cũng được biết là làm tăng mức độ của các loại oxy phản ứng, có thể gây bất lợi cho sức khỏe của tế bào. Các nhà nghiên cứu hiện đã phát hiện ra một cơ chế phổ biến làm nền tảng cho sự hình thành khí methane của nhiều loại tế bào khác nhau. Báo cáo trong Tự nhiên. Một nhóm các nhà nghiên cứu đã giải thích lý do tại sao các sinh vật đa dạng như vi khuẩn, thực vật và nấm đều có thể giải phóng khí methane với tốc độ khác nhau. Tác giả nghiên cứu đầu tiên, ông Leonard N. lưu ý rằng các giả thiết đã được đưa ra về vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ bằng enzyme và chúng là nguyên nhân giải phóng khí methane khi chúng tồn tại trong môi trường không có oxy. N cho biết thêm, khi các quan sát khoa học cho thấy thực vật, nấm, tảo và vi khuẩn lam cũng hình thành khí methane khi có oxy, điều này ban đầu được cho là do các hoạt động của enzyme. Nhưng không ai có thể tìm ra enzyme xúc tác một phản ứng như vậy. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng methane có thể hình thành mà không cần chất xúc tác, thay vào đó sử dụng một quá trình hóa học. Các loại oxy phản ứng AOS là một sản phẩm phụ bình thường của hoạt động trao đổi chất tế bào và mức AOS tăng lên khi tế bào bị căng thẳng. Các hợp chất hữu cơ có thể được liên kết với các nhóm methyl bằng các liên kết lưu huỳnh hoặc nitơ, và AOS có thể tạo ra các gốc methyl bằng cách tương tác với các hợp chất này. Các bước này là một phần của quy trình cuối cùng dẫn đến sản sinh khí methane trong nhiều loại tế bào, bao gồm vi khuẩn cổ, nấm men, tế bào thực vật và tế bào người. Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng sự hình thành khí methane có liên quan trực tiếp đến hoạt động trao đổi chất. Đồng trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Yuka Bisser từ Trung tâm Biocon của Ruperto Carola, cho biết tế bào càng hoạt động tích cực thì càng nhiều khí methane được hình thành. Nghiên cứu này có thể rất quan trọng đối với biến đổi khí hậu, vì các nhà nghiên cứu từ lâu đã tìm cách tìm hiểu cách khí methane được tạo ra và giải phóng, và tại sao mức độ lại tăng lên nhiều như vậy. Phát hiện của chúng tôi có thể chứng minh là một cột mốc quan trọng để hiểu sự hình thành khí methane hiếu khí trong môi trường. Vì cơ chế phổ quát này cũng có thể giải thích những quan sát trước đây của chúng tôi về sự giải phóng khí methane từ thực vật, đồng trưởng nhóm nghiên cứu. Giáo sư Frank Kepler từ Viện Đại học Heidelberg, khoa học về trái đất, nghiên cứu bổ sung cho thấy căng thẳng oxy hóa có thể do nhiệt độ cao hơn trong môi trường hoặc mức AOS quá cao, cũng dẫn đến sự gia tăng hình thành khí methane trong nhiều loại tế bào. Khi các chất chống oxy hóa có thể chống lại tác động của AOS được áp dụng cho các tế bào, sản xuất methane giảm. Kepler cho biết, sự tương tác này với các yếu tố căng thẳng vật lý và hóa học cũng sẽ giải thích tại sao một sinh vật riêng lẻ có thể giải phóng một lượng khí methane rất khác nhau. Kepler cho biết thêm, nồng độ methane trong hơi thở có thể được sử dụng để đo mức độ căng thẳng oxy hóa hoặc theo dõi các phản ứng miễn dịch. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào! Chia sẻ hữu ích nhé!